Bây giờ bão lũ thì cũng đã dần dần chuẩn bị là hết rồi. Mấy nữa nhà mình đây đang đầy đồ anh em mang gửi đến chào Nguyễn Quốc Hiệu nhá. Anh em nào thứ hai này có thích đi từ thiện với mình thì ok nhá. Bạn nào thích đi theo đi với mình thì đi. Đi đông lắm. Đến Chiêm Hóa bị cả làng đang bị cô lập. Bạn nào mà muốn đi cùng mình thì gọi điện số điện thoại đâu nhỉ? Đuôi 757. Hay là bạn nào mà không có thời gian đi được thì còn muốn gửi quà để kiếp gì nhá, đặc biệt là tiền nong là nhà mình không nhận nhá. Còn nếu bạn nào gửi mì tôm hay là gạo hay là nước hay là mì chính mắm muối thì mình sẽ nhận. Làm gì có rung bóng à bạn Lê Dương? Rung bóng đang ở quê chống lũ. Thì mình ok Huế. Huế có đi từ thiện với anh không? Thế thì bạn nào không đi được thì giả dụ gửi mì tôm mì tiếc hay là nước uống hay sữa hay là gì đi chẳng hạn, nói chung là cái đồ ăn đồ uống thiết yếu phẩm thì là thì ok, còn tiền là không nhận nhá, 1.000 cũng không nhận của ai nhá. Anh em đây này đi cũng đông. Chào tất cả các bạn nhá. Đấy, thông báo cho anh em biết là nếu bạn nào muốn đi thì liên hệ với mình, thứ hai là đi. Có cần người đi bốc hàng không chú à? Cái này thì chú để chú xem đã. Em với chị vừa đi hôm qua về nhà. Ok em. Anh thứ hai này mới đi, đi đông lắm. Anh đi mấy xe cơ mà. Chắc là cả xe con xe to chắc phải tầm 1-2 chục xe. Được, ôi tốt quá, không có tiền của bỏ công sức. Đấy là cái điều rất là hoan nghênh bạn đấy, bạn Khải Thu Đăng ạ. Mình có tâm, có đức là được rồi, chứ mình không cần phải là về về vấn đề vật chất, hiểu không? Còn đây thì mình kêu gọi thì cũng nhiều người ủng hộ lắm rồi này. Nước, rồi là mì, sữa, rồi là đường, sữa, rồi đủ các thứ. Bạn nào mà muốn đi thì cái thứ hai là lại nhà mình lên đường. Khổ thân nơi vùng bão lũ, người ta mất hết cả nhà, cả cửa, mất không còn cái gì. Ok, ok em nhé. Ok Huế nhá. Đi đông em ạ, Huế. Chủ yếu là gạo và mì chính, nước mắm và thuốc men. Mì tôm. Đấy. Sữa, nước uống. Chắc là mà từ giờ đến thứ hai thì anh thì đầy nhà. Đang bao người đang gửi đến rồi, chắc là từ giờ đến thứ bảy chủ nhật thì chắc là nhà anh không biết có chỗ nào để xếp hay không. Đi hai xe tải không biết có đủ không. Nó nhiều quá lại phải lấy tiếp. Ý bảo Quang xem có xe tải lấy nữa, ba cái may rằng là đủ. Hai cái chắc là đủ. Một con 7-8 tấn. Một con 3 tấn rưỡi kia chở được 4 tấn rồi. À 6 tấn rồi. Anh cảm ơn Hạnh Hương nhá. Đấy, bao ngày hôm nay mưa bão mình chả muốn bán hàng. Nhìn thấy dân tình như nào. Mất nhà, mất cửa, mất người, khổ. Ông nào, bạn nào nãy bảo có đi xe bán tải thì phải có mui. Đồ toàn đồ ăn, đồ uống. Cháu có tài có đức lắm, nhưng hôm qua lại đứt cái tài gì? Tài xỉu à? Thôi, nói chung là những người cờ bạc này chú cũng không hay chú không cờ bạc mà, đâm ra chú cũng không hay để ý cháu nhá. Thế nhưng nhẽ là cháu không tài xỉu đấy, cháu ủng hộ cho bà con đấy, dăm thùng mì tôm chẳng hạn, thế có phải là mang cả một cái phúc cái đức không, đúng không? Thôi đừng cờ bạc nữa. Cờ bạc làm gì? Cờ bạc trên mạng nó làm ra máy, làm sao mình chơi máy được?
Chán thật đấy. Bỏ 10 chỉ ăn được 4 năm hoặc 6 thôi. Làm gì có chế độ được. Chỉ có thua thì làm sao cháu mà được. Cháu có sức khỏe, bên chú cần người mang vác đồ từ thiện cháu góp được. Được, được con Hiệp ạ, à? Ok. Cảm ơn cháu. Mang vác thì có gì đâu, chỉ có nước nôi, này, sữa, rồi mì tôm, rồi là gạo giếc thôi. Đồ thiết yếu thôi, cho bà con thôi. Chào tất cả anh em đang xem live. Mình khả năng 90% là mình đi Chiêm Hóa nhá, anh em nhá. Đi Chiêm Hóa Tuyên Quang đang có những cái bản là bị cô lập quá rồi. Là bây giờ mình đang liên hệ với cả bên chủ tịch xã, mấy cái xã đấy là ok rồi. Chào mình sẽ đi Chiêm Hóa Tuyên Quang. Chào anh Vinh Nguyễn nha. Đây là tất cả nhà đang xem live nha. Các bạn nào ở Chiêm Hóa Tuyên Quang mà có gần đấy thì cũng ra giúp đỡ được bà con thế nào là giúp đỡ nhá. Dạ vâng chú. Thế cháu không chơi nữa. Cháu chúc chú sức khỏe. Ok, không chơi là tốt rồi cháu ạ. Nhà sư bạn em gửi số tài khoản. Không, tài khoản chú không nhận đâu cháu ạ. Đấy, nhà mình không nhận. Chú không nhận tiền nhá. Cháu thông cảm với chú. Vì nếu như bây giờ thì nó cũng khó nhỉ. Bây giờ bạn cháu mà loanh quanh đây chẳng hạn mà bảo ship được mì tôm hay là cái gì để chú nhận, nhưng mà thật ra là chú cảm ơn cháu, nhưng mà anh cảm ơn Thóc nhá, nhưng mà tiền thì chú không nhận đâu. Cảm ơn anh Thóc nhá. Okay, bọn chú đi cũng có chương trình hết rồi, nhưng mà ý là muốn có thể gửi thêm các bạn mà muốn gửi thêm cho bà con thì các bạn gửi thôi, chứ gửi, nhưng mà gửi chỉ gửi quà được, chứ còn tiền thì chú cũng nhận rồi. Bây giờ ok Thóc, đặc chào biệt là tiền nhất khoát không nhận của ai cả, 1.000 không nhận. Còn nếu ai có tấm lòng thì gửi 5 thùng mì, 2 thùng mì hay là yến gạo hay là gì đấy cũng được. Đúng rồi, ok Thóc, đúng rồi, tất cả hiện vật. Miệng đời mệt lắm, thật đấy. Nên là mình đã đăng bài rồi, nhưng mà mình đặc biệt không nhận bất kể một trường hợp nào, mình không muốn nhận tiền. Không nhận tiền, nhận tài khoản. Chỉ có bạn nào cũng thương bà con thì gửi cho thùng mì, hay thùng sữa, hay là chai nước mắm, đấy, hay dầu gội, hay là dầu ăn, các thứ đấy, những cái đấy ok. Chú đang đi chuẩn bị đây, Hữu Pháp ơi. Chú đi đợt này đi mấy xe ô tô tải cơ mà. Chú đang ủng hộ mà, chú đang chuẩn bị thứ hai chú đi mà. Cháu ở tận Thạch Thất cơ chú ạ. Hôm nay chỗ cháu họ cũng đi Yên Bái, rồi cháu cũng ủng hộ. Nhưng mai chú lên Tuyên Quang. Đúng rồi, mai chú lên Tuyên Quang mà cháu muốn ủng hộ chú ạ. Đấy, chú ủng hộ thì bây giờ. Anh Thóc nha. Bao đi vậy chú? Thóc ơi, thứ hai đi. Sang thứ hai. Xe con nhà mình đi cũng nhiều mà xe tải chắc để xem cái lượng hàng nó lớn quá thì phải đi 3-4 xe. Vì bây giờ nhiều người đang gửi lắm, có người gửi hàng 5-70 thùng mì cơ. Nhiều lắm, nhiều người gửi lắm là. Còn đâu xe nha. Con nhà mình chở tiếp. Chào anh Thể. Chú ăn cơm rồi Thể ơi. Đi Thể nha. Chào chú Hữu Quyên. À chào cô Hữu Quyên. Ui dồi ôi, một thiệt hại mấy nghìn con lợn à, khổ nhờ. Thôi nhưng mà coi Hữu Pháp ơi, cố gắng nhá. Hữu Pháp là chỗ anh em, chỗ ấy mà. Chú biết rồi. Thôi cố gắng cháu nhá. Bây giờ thì thiên tai chứ biết làm nào được, phải không? Thôi nhưng mà đấy, nhiều khi ở các cái nơi khác người ta còn mất hết cả nhà, cả cửa, mất cả người mà khổ cơ. Đạt không, về đạt, trông ông già rồi. Đạt bố nó mệt, nó về nó trông bố nó rồi nhá, Thể nhá. Chào chú Dương Thiều nhá. Chào tất cả nhà đang xem live mình nha. Đến tối mình live mình nói chuyện nhiều hơn. Bây giờ mình mấy hôm nay cũng có bán hàng bán họ gì đâu. Thế cho cháu địa chỉ kho nhận hàng ủng hộ. Cháu vào cái nick của chú đang live này là có địa chỉ nhà chú luôn đấy. Cháu muốn gửi gì thì gửi. Gửi cân gạo hay là 1-2 thùng mì chẳng hạn, hay là chai dầu ăn hay thùng nước. Đấy là cái tấm lòng của mình rồi, Doãn Nguyễn Doãn Đức nhá. Đấy địa chỉ 67 đường Vườn Cam đấy, chú để ở trên đấy rồi đấy. Cứ để xong gọi vào cái số điện thoại 096
097. À 097 22 33 757 đấy. Cháu ở bãi Phúc Tân. Nhà ngập hết, cao hơn 1 mét chú ạ. À thế là khổ thân nhà tôi, cố gắng nhá Ken nhá. Ken Nguyễn ơi. Giờ biết làm nào được. Chào anh. Thôi thì bây giờ là tình trạng là thiên tai thì cũng chả biết nói thế nào, hiểu không? Khu vực Vạn Phúc, Hà Đông, quanh khu vực đó cháu đi nhận cho cậu nhé. Ơ, đúng rồi, ok, cứ nhận cậu xong chở đây cậu. Ok anh Vinh nhá. Okay, cảm ơn Vinh nhá, Vinh đã ủng hộ 10 thùng nước đây rồi. Đi đó. Hả? Anh em nào ủng hộ là nhà mình ghim luôn lên trên bài nhá. Số người đi nhận hàng đấy, bảo anh em liên hệ với. Ờ đấy, nhận hàng đấy. Mà ai có những nhu cầu gửi. Anh chào bà ông Ngáo To nhá. Liên hệ số này nhá. Nhìn thấy bà con như thế, thật thì các bạn đến 4 năm ngày này tôi cũng bán hàng bán họ gì đâu. Nhà cháu bay nóc rồi, chú Dũng ơi. Bây giờ biết làm thế nào, nhà cháu chỗ nào. Bây giờ đi thì chú phải đi lên một bản luôn, hiểu không? Chẳng hạn đấy hay là một khu nào rất lớn thì chú mới đi được. Chứ bây giờ 1-2 nhà thì chú cũng không làm cách nào được. Chỉ có chia buồn cùng cháu và động viên cháu cố gắng khắc phục thôi nhá. Muốn khóc vào chú, biết làm thôi. Cứ Pháp ơi, chú cháu anh dù sao cũng biết nhau rồi, thế thôi bảo anh em ở dưới phương đấy thì thôi cũng cho chú xin chia buồn rồi nhá, biết làm nào được. Thôi còn người là còn của. Đúng rồi, còn người còn của các bạn, đúng rồi đấy. Còn người ta còn mất hết cả nhà, cả cửa, cả vợ, cả con cơ, khổ lắm. Mất cả người thân. Em Toán người ủng hộ 1 triệu. Em Toán Thanh ủng hộ 1 triệu. Bạn tôi nhé. Toán nào nhỉ? Không. Cái vấn đề tiền tôi không quan tâm nha bạn nhé. Còn bạn nhận, nếu như bạn mà là em của bạn hay là người thân của bạn thì bạn nhận 1 triệu đấy, bạn công khai ra đại lý xong mua mang hàng về nhà tôi đấy, xong rồi bạn ghi vào đấy cho người ta biết. Ôi giời bạn ơi, tôi chỉ biết lội, tôi không biết bơi, tôi bơi các loại cơ. Tôi chỉ lặn. Tôi ngày xưa là người đi ăn cắp cá, bạn bảo tôi không biết bơi. Chào chú Ngọc Brinxe. Cái ông Hòa Quang nào nhận ra anh không? Hòa Quang là ở Hà Đông đấy, anh ấy bỏ đi xe bán tải đấy. Ờ, Hòa Quang bố lao. Ôi giời, thôi cái hôm ấy nói chuyện sau. Nói bây giờ thì chưa đâu mà đâu cả. Anh nắp thùng thấp. Thùng thấp thì không chở được bao nhiêu, bảo thế là thế thôi. Thùng thấp thì không chở bao nhiêu, nó không thì phải mua bạt. Chứ thùng thấp thì không được bao nhiêu, bảo bằng người ta mua bạt sẵn đi. Ok không em à? Của tôi mà bạn có chứ bạn, ok đấy thì bạn 1 triệu đấy có thể bạn ra bạn mua cho tôi sữa này, mì tôm này, nước không ạ? Mua sữa đi, bạn mua sữa đi nhá. Mua sữa đi cho các cháu, mua sữa và mì tôm, mua sữa và mì chính, nước mắm chẳng hạn đấy nhá. Hay mua tất sữa đi cũng được. Mua tất sữa đi. Mua sữa Vinamilk ấy. Hay là sữa gì mà đậu nành nhỉ? Sữa đậu nành. Đậu nành ấy. Pami. Pami đậu nành ấy. Trẻ con không, bây giờ không uống sữa đấy. Không được uống sữa đấy là nó sinh sản. Buộc bạn là không được, bảo ông Hòa Quang là buộc bạn đi. Mua bạt to đi xong rồi chẳng buộc. Thế là 4 xe rồi. Thôi các bạn ạ, thôi vừa nói chuyện về từ thiện thì thương bà con thật đấy, nhưng mà thôi cũng tiện đây lên live stream thì cũng vừa có một ít sản phẩm mới về đấy, mũ đấy cho anh em, gọi là bán hàng thì ít nhưng mà việc từ thiện là nhiều nhá. Thế nên là các bạn nhiều khi cũng thông cảm, thì bạn nào chưa có mũ đội mưa nắng ấy thì đây mình phải lên một ít mẫu mũ cho anh em xem nhá. Hả? Ở đâu được mang đây? Quang chứ? À Thắng gọi à? Thắng ở trên tên Quang. Tôi đây bạn ơi. À tôi vừa liên hệ được cửa hàng Phó Văn Nhân Vật ở trên, nó lập cái danh sách rồi, đi lên trao được không cầm rồi. Ừ. Thì mình trao trực tiếp thôi, nhưng mà bạn ơi, chủ yếu là so nồi liêu xong chảo nhiều hơn nhé. Đi gạo thôi. Nồi liêu xong chảo với gạo bây giờ thế này thì cũng khó nhỉ. Thế nên là nó thì nó mất hết mà, nó trôi hết không ăn gì. Cần nhất là những nồi liêu xong chảo. Thế chúng ta lại chuyển đổi sang nồi niêu xong chảo. Ê, bây giờ nhiều. Thế chúng ta lại chuyển đổi. Nang bây giờ mất hết, bây giờ quan trọng là nồi niêu xong chảo á. Ừ, bây giờ quan trọng nhất nó cần gạo là cần này, nồi niêu xong chảo càng cần. Vì nó mất
cái gì đâu. Chùi hết rồi. Thôi giờ này. Thế là bạn bây giờ mà dân vận ở dưới này là ai quyên góp được đầu tiên em chọn tốt nhất nhận kinh nghiệm tiền. Thì tôi mình riêng thôi đi. Mình đi khắc phục. Bây giờ thế mới khó nhỉ, thế để đây là cái tình cảm người ta cần nhất, trực tiếp liên hệ cả dân với cả phó ban dân vận trên đấy. Phó ban dân vận á. Bây giờ là song song nồi bạn bảo đây một bản của nó thì biết biết bao nhiêu song nồi cho nó đủ. Ok cô Hải Yến nhá. Khoảng tầm 40-50 bộ thôi chứ làm sao mà trao cả hết được cái cả bản được. Mình chỉ cần những cái nhà nó mất hết thôi. Mất hết mà kể cái nhà không mất hết thì mình cũng phải cho người ta ít nhiều chứ bạn. Cho thì mình phải cho rồi, những nhà mất ít mình cho gạo mất hết thôi, mình tô mình tiếp thế là được rồi. Bây giờ xe chở khó nhỉ. Đấy, đây, 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 bạn cho tôi liên hệ cho tôi, đấy là khoảng 40-50 bộ thôi, không cần nhiều. Mất điện nước, không nấu được đâu. Nhưng mà trên đấy điện nước đâu, cần xong nồi. Thì phải ở trên đấy, bây giờ kệ đi, mai ngày kia nó có điện mà. Kệ nó thôi, ở đây, không quan trọng, nhưng mà ở trên là trên hang ấy. Hang chim hóa thì nó mất trắng hết. Là hang chim hóa, thế bây giờ là quan trọng nước nôi thì cũng nhiều rồi mà mì tôm thì cũng nhiều người ấy rồi, nhưng bây giờ thì quan trọng là xong nồi á, mấy gạo à? Xong nồi. Rồi 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 rồi, thế để tôi liên hệ nhá. Ok chú Cương Nguyễn nhé, cháu cảm ơn chú. Thì bạn ở dưới thì thôi anh em mình tương thân đường ái thì thôi mình đã đi như thế thì nếu bảo bà con không được nhận cái gì đó chỉ nhận xong chảo rồi đi là tốt nhất. Thôi cứ nhận thôi, nếu mà còn nhiều vẫn cứ kệ bây giờ người ta. Nhận thôi, nhưng mà có mình nói với mọi người là thôi lùi đi xong chảo là càng nhiều tốt. Mọi người mình vận động chủ yếu là nồi niêu song cảo vận động. Thế bây giờ ok để tôi tối đăng cái bài nồi niêu song cảo. Rồi rồi ok. Rồi ok bạn nhé. Rồi con sẽ báo bạn luôn nhá. Không, nhưng mà nhiều nhà giờ người ta không nhiều còn nhà. Cái gì để người ta nồi niêu song chảo để người ta nấu nữa. Bây giờ người ta đang rất cần thiết về cái việc nồi niêu song chảo và gạo là quan trọng nhất, và bây giờ mất trắng hết rồi. Bây giờ điện cho anh Ngọc ấy bảo là bây giờ là ở trưởng ban dân vận ở trên Chiêm Hóa Tuyên Quang là người ta không cần thiết vấn đề gì, mà người ta cần thiết mỗi cái việc nồi niêu song chảo và gạo thôi. Đấy, thiết yếu nhất. Chứ còn mì tôm đã không cần lắm bằng gạo với cả nồi niêu song chảo để sau này có điện hay có đấy cái nước rút cái là người ta có cái nồi nấu luôn. Bây giờ người ta không còn xong nồi để nấu nữa. Đấy. Thế bây giờ ấy nhỉ. Bây giờ mình đi khắc phục sau ngủ thôi bác, bạn lên anh ngủ gì bạn ơi, đang lo đủ thứ ngủ gì bạn. Hộ nào có trẻ con họ cần bỉm sữa chăn màn nhiều. Con ký sinh trùng độc lắm, em thấy người ta xin thuốc men nhiều thôi. Chắc chắn là không phải em. Bà trưởng ban dân vận của Chiêm Hóa Tuyên Quang người ta điện xuống đây rồi. Ai ủng hộ gì vẫn nhất, nhưng còn có thể nhà mình thì mình lo xong nồi. Mỗi bộ xong một nồi đẹp bây giờ có 400-500 nghìn thôi mà. Cả chảo luôn, từ xong to xong bé. Chào chú Dương Sơn nhá. Chào chú Quang Vũ. Tất cả mình vẫn nhất, nhưng mà bây giờ nhà mình sẽ lo việc nồi niêu song chảo nhiều nhất. Bây giờ để tối nay thống kê của mình vận động trưởng ban dân vận người ta sẽ điện cho mình xem mất bao nhiêu hộ cần đến song nồi, tầm 100-200 bộ song nồi đấy thì mua 1-2. Đúng rồi nhưng bảo đó là để chiều nay trưởng ban dân vận của huyện Tiêm Hóa đã điện xuống cho mình, xong rồi xem là bao nhiêu hộ cần mất trắng ấy, thì để mình những hộ mất trắng thì mình sẽ cho xong nồi và gạo, còn những hộ mà chưa mất trắng thì mình sẽ cho sữa cho nọ cho kia, hiểu chưa? Đấy bảo thế. Rồi cần thuốc men.
tí tối đăng một bài xem bạn nào có thuốc men gì bảo nghe, ai cần đến thuốc men xin gửi cho được. Chào mọi người nhá, chào chú Thắng Béo chứ ai nhá. Thắng Béo chứ ai. Ok anh. Chào chú Xuân Phong đang xem. Bây giờ phần ra là gạo đi, gạo mới gạo xong rồi đi. Bây giờ cứ vận cả cái bản người ta mất trắng mà. Cứ vận động mọi người là mua gạo ở trong nồi. Thôi cứ vẫn cứ chuyển tất, còn nói chung là xong rồi là nhiều người, người ta điện xuống người ta bảo nhiều xong rồi vào. Nguyện vọng của người dân có gạo không xong thì nấu cái gì đấy, nguyện vọng của người dân thì người ta muốn cái hồ đấy.